À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các em đã đến với bài học số 7 với tiêu đề Trí tuệ dân gian. Ngoài những kinh nghiệm về thời tiết và lao động sản xuất mà chúng ta đã được học, tục ngữ còn là kho tàng kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội dưới hình thức là lời nhận xét hay là lời khuyên nhủ. Tục ngữ truyền đạt rất nhiều cho chúng ta những bài học bổ ích, vô giá trong cách nhìn nhận giá trị con người, cuộc sống và ứng xử. Bài đọc văn bản mở rộng theo thể loại hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu kỹ hơn về nội dung, ý nghĩa của tục ngữ, những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội. Chùm tục ngữ trong văn bản, những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội gồm có 9 câu. Trong đó thì câu số 9 là câu tục ngữ của dân tộc Thái. Đây là các câu tục ngữ giao hình ảnh, phần điệu, chứa đựng nhiều bài học quý giá. Chúng ta sẽ cùng cô tiến hành phần đầu tiên, đó là đọc và tìm hiểu chung. Một là đọc văn bản. Em có thể lưu ý cho cô khi đọc văn bản này thì chúng ta có thể là tự rèn luyện cách đọc thầm ở nhà và chúng ta cũng có thể đọc thành tiếng. Chúng ta tự đọc nhiều lần rồi đọc to, trôi chảy để phù hợp với lại tốc độ. Sau đây thì cô sẽ cùng chúng ta đọc lại một lần nữa văn bản những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội. 1. Ở hiền gặp lành. 2. Ăn quả như kẻ trồng cây. 3. Không thầy đố mày làm nên. 4. Học thầy không tài học bạn. 5. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay trèo. 6. Có công mài sắt có ngày nên kim. 7. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 8. Thuận bè thuận bạn, tát cạn biển đông. 9. Mất của dễ tìm, mất lòng khó kiếm. 9 câu tục ngữ trên thì được in trong kho tàng tục ngữ người Việt do Nguyễn Xuân Kính chủ biên, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2002. Trích từ trong cuốn Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam của Vũ Ngọc Phan chủ biên, nhà xuất bản Văn học 2016. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu chung một số nội dung khái quát về chủ đề tục ngữ này. Về thể loại thì chúng ta đã gọi tên rồi, đây chính là thể loại tục ngữ, cho nên nó sẽ mang dấu hiệu của đặc trưng thể loại là sẽ ngắn gọn, có tính ổn định và thể hiện những kinh nghiệm truyền đạt của cha ông ta dành cho những thế hệ con cháu đời sau. B là về xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác. Thì chúng ta thấy là ở cuối văn bản, sách giáo khoa đã đề rất rõ về xuất xứ. C là các em cần lưu ý cho cô về phương thức biểu đạt của văn bản. Những câu tục ngữ trên thì đều hướng tới mục đích đó là để truyền đạt những kinh nghiệm sống và cũng giúp cho các thế hệ con cháu có thể ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên phương thức biểu đạt chính ở đây sẽ là nghị luận. Tiếp tục thì chúng ta cùng cô chuyển sang phần 2 lớn, trải nghiệm cùng văn bản. Đối với văn bản tục ngữ này thì các em sẽ cùng cô tiến hành tìm hiểu hai nội dung. Thứ nhất đó là đặc điểm nghệ thuật của tục ngữ. Thứ hai đó là chúng ta sẽ lưu ý khi đọc và sử dụng những câu tục ngữ. Nội dung đầu tiên đó chính là một đặc điểm nghệ thuật của tục ngữ. Ở trong nội dung này thì các em sẽ chú ý cô những đặc điểm về số chữ, số dòng, vế câu và về hiệp vần rồi các loại vần. Và một yếu tố nữa chúng ta cần chú ý ở trong mục 1 này đó là về các biện pháp thu từ cho những câu tục ngữ. A đó là đặc điểm số chữ, số dòng và vế câu. Các em hãy quan sát thật kỹ bảng ở trong phần trình chiếu của cô để có thể thấy được các câu tục ngữ có số chữ là bao nhiêu, rồi số dòng và số vế là mấy. Cụ thể ở câu tục ngữ số 1, ở hiền gặp lành thì chúng ta thấy là có tất cả là 4 chữ, số dòng ở đây là 1 dòng, số vế thì chúng ta thấy có 2 vế rất rõ ràng. Câu tục ngữ số 6 thì số chữ là 8, số dòng là 1, số vế là 2. Câu tục ngữ số 8 và số 9 thì đều có số chữ là 8,
Tuy nhiên thì ở câu thủ ngữ số 8 thì chúng ta thấy là có số dòng là 1, câu số 9 thì có số dòng là 2. Số vế của cả hai câu này thì cũng đều là 2 vế. Như vậy chúng ta thấy là số vế của những câu tục ngữ chủ yếu là có 2 vế tách đôi rất là rõ ràng. B là chúng ta lưu ý cho cô về hiệp phần cũng như là loại vần của các câu tục ngữ. Câu tục ngữ số 3 có cặp vần thầy, mày và đây chính là loại vần cách. Ở câu tục ngữ số 4 thì có cặp vần thầy, tày và nó thuộc loại vần cách. Câu số 5, cặp vần ở đây có tiếng là cả, ngã cũng là thuộc vần cách. Câu số 7, cặp vần là non, hòn cũng thuộc loại vần cách. Và câu tục ngữ số 8 có cặp vần bạn, cạn cũng là thuộc vần cách. Chuyển sang nội dung thứ 3, đó là đặc điểm về biện pháp tu từ trong các câu tục ngữ. Chúng ta có thể để ý cho cô. Trước tiên, đó là ở câu tục ngữ số 2, ăn quả như kẻ trồng cây. Biện pháp tu từ ở đây, đó là biện pháp ẩn dụ, được sử dụng rất là hiệu quả. Ăn quả ở đây có nghĩa nói về là những người được hưởng thành quả đã có sẵn. Nhớ kẻ trồng cây ở đây là muốn nói tới lòng biết ơn những người đã tạo ra thành quả. Tiếp theo, câu tục ngữ số 5, chưa thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Chúng ta thấy tác giả dân gian cũng sử dụng biện pháp tu từ là ẩn dụ. Sóng cả là hình ảnh ẩn dụ, chỉ những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống mà con người sẽ phải đối mặt. Nó cũng sẽ là những cái cản trở để chúng ta thực hiện một mục tiêu hay là một ước mơ nào đó. Nhưng nếu như vượt qua được thì chúng ta sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Ngã tay chèo thì cũng là hình ảnh ẩn dụ, nói về sự buông xuôi, không tiếp tục nữa. Câu tục ngữ số 6 chúng ta thấy là có một biện pháp tu từ ẩn dụ cũng rất là dễ để nhận biết. Ở hai hình ảnh đó là mài sắt và niên kim. Mài sắt là nói về tính kiên trì, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách hoặc là những trở ngại. Và khi đã vượt qua rồi thì chúng ta sẽ đạt được thành quả, thể hiện ở hình ảnh ẩn dụ là niên kim. Như vậy, tất cả các hình ảnh ẩn dụ trong những câu tục ngữ mà chúng ta vừa nêu ra đều có tác dụng đó là làm cho các câu tục ngữ giàu hình ảnh và cũng giàu sức biểu cảm. Tiếp theo chúng ta hãy cùng cô chuyển sang phần nội dung thứ hai, đó là những lưu ý khi đọc và sử dụng tục ngữ. Những lưu ý này sẽ giúp chúng ta có thể vận dụng trong trường hợp là chúng ta gặp những văn bản tục ngữ khác. Chúng ta cần lý giải cũng như là cần hiểu được giá trị của câu tục ngữ. Đầu tiên đó là các em cần phải xác định được số dòng, số chữ, vần, cấu trúc các vế trong các câu tục ngữ ấy. Bởi vì khi chúng ta chia rõ được các yếu tố này thì chúng ta có thể giải nghĩa đúng và chúng ta cũng có thể định hướng được những nội dung cơ bản của câu tục ngữ. Bên cạnh đó, các em cũng cần phải xác định nghĩa của những từ ngữ mới hoặc là những từ khó hiểu. Bởi vì tục ngữ là kinh nghiệm dân gian được cho chúng ta đúc kết lại, cho nên cũng có thể xuất hiện những từ địa phương hoặc là những từ mà chúng ta cảm thấy rất lạ. Vì vậy, chúng ta cần phải đọc kỹ phần chú thích ở trong sách giáo khoa để phải hiểu đúng về nghĩa của từ rồi chúng ta mới có thể định hướng nội dung hay là bài học mà câu tục ngữ đem đến. Và dù là tục ngữ có hình thức rất ngắn gọn thì chúng ta cũng phải chú ý tới cho cô một yếu tố, đó là những từ ngữ, hình ảnh trong tục ngữ rất là độc đáo. Một biện pháp nữa các em có thể sử dụng khi mà đọc tục ngữ, đó là chúng ta cần tìm và phân tích hiệu quả của những biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản nếu như là có. Thường là tục ngữ rất hay sử dụng những hình ảnh ẩn dụ hoặc là so sánh, cho chúng ta cần đọc kỹ để có thể vận dụng cũng như là giải nghĩa chính xác được nghĩa của văn bản tục ngữ ấy. Các em cần lưu ý thêm cho cô một nội dung nữa, đó là nội dung thứ 3. Nội dung của những câu tục ngữ về con người và xã hội là gì? Chúng ta thấy thông qua chùm tục ngữ mà chúng ta vừa tìm hiểu, thì các em có thể thấy nội dung chung ở đây đó là các câu tục ngữ về con người và xã hội thể hiện truyền thống tôn vinh giá trị con người,
như là những đạo lý, lẽ sống hay là nhân văn. Bên cạnh đó, tục ngữ còn là những bài học, những lời khuyên về cách ứng xử cho con người ở nhiều lĩnh vực như là đấu tranh xã hội hay là quan hệ xã hội. Các em có thể thấy tục ngữ có nội dung rất là phong phú và đa dạng, và nó cũng góp phần giúp chúng ta có thể nhìn thấy được bộ mặt phong phú của xã hội đương thời. Thời nào thì cũng có những sự phát triển riêng, và thời nào thì cũng sẽ có những kinh nghiệm áp dụng riêng. Chúng ta thấy là kinh nghiệm của cha ông ta từ xưa cũng đã rất là phong phú và ý nghĩa. Với văn bản mở rộng này, các em hãy cần chú ý cho cô những đặc sắc về nghệ thuật và nội dung ở mục 3 lớn, tổng kết. Một là về nội dung văn bản. Văn bản đã thể hiện những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội được cha ông ta đúc kết lại. Hình thức chúng ta thấy rất là ngắn gọn. Và một số đặc sắc nghệ thuật trong văn bản như là tục ngữ đã sử dụng cách nói, cách diễn đạt, hàm xúc ngắn gọn. Câu tục ngữ thì có nhịp điệu, hình ảnh đưa ra thì rất là sinh động, dễ nhớ, dễ thuộc. Và đặc biệt nữa là nội dung của tục ngữ thì rất là dễ để áp dụng vào trong đời sống. Như vậy, phần định hướng cho mục tổng kết vừa rồi thì cũng đã khép lại nội dung của bài ngày hôm nay. Cô hy vọng rằng với văn bản mở rộng này, các em có thể tích lũy thêm cho mình những kiến thức bổ ích về câu tục ngữ. Hẹn gặp lại các em ở trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.